Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 15 tháng 10 2023. Và đây là video số 16. Trong video này thì em xin giới thiệu toàn bộ đồ trong kỳ này là hàng được mua từ bên Nhật đem về nha mọi người. Trong video này không có đồ nhập từ kho Trung Quốc nha. Tại vì shop của em bán có hai loại đồ. Một là đồ nhập từ kho Trung Quốc là hàng mới 100%. Hai là đồ nhập từ Nhật về. Thì nhập từ Nhật về thì có khi là mới mà có khi là hàng lướt đã qua sử dụng, mà đa số là hàng lướt nha. Khi em chọn em mua áo thì em cũng lựa dữ lắm, cái nào mới từ 80-90% trở lên em mới mua về, còn cũ cũ quá thì thôi em không mua. Mà lỡ mà mua cái nào cũ quá thì em sẽ bán rẻ, bán theo giá thanh lý. Cho nên mọi người mua áo ở bên em cũng yên tâm về vấn đề mà cái độ mới của cái áo nha. Và áo nhập từ đâu về thì em nói ngay từ đầu video luôn để cho mọi người khỏi có nhầm lẫn, do shop em bán hai loại quần áo lận. Trước khi em giới thiệu áo đầu tiên thì em cũng nói về cái phí vận chuyển ha. Cũng như những lần trước thì khách hàng nào mà mua đơn hàng ở bên shop của em từ 400.000 trở lên thì sẽ được miễn phí vận chuyển nha mọi người. Còn dưới 400.000 thì anh chị chịu phí vận chuyển giùm em thì khoảng 25-30.000 gì đó. Rồi em xin vô áo đầu tiên nha. Áo số 1. Áo này có chiều ngang nách là 52, chiều dài là 71, dành cho thích hợp cho những ai từ 62kg cho tới 70kg nha. Đa số là áo thì đều là hàng lướt thôi, người ta chỉ dùng vài lần người ta đem ra người ta bán, cho nên là đa số là còn mới nhiều. Và mọi người cũng nên để ý những cái thông số mà em báo ở trong video nha. Giống như cái áo này thì em báo từ 62kg cho tới 72kg cho tới 70kg là mặc vừa. Thì ai mà 62kg mà mặc cái áo này á, thì nó sẽ hơi rộng, hơi dư một tí. Còn ai mà 70kg thì là cái số cao nhất á, thì nó sẽ vừa ôm sát vô người. Để nhiều khi kỳ rồi em có bán áo á, cho cái anh đó 62kg, trong khi cái áo em thông báo á, là 67kg vẫn mặc vừa, mà ảnh 62kg ảnh mua về ảnh mặc ảnh nó không vừa ảnh trả lại. Em cũng hơi ngạc nhiên, tại vì trước khi bán em cũng đã thử rồi, tới chừng trả về á, là em cho cái người 67kg mặc vô vẫn còn rộng hai dư hai bên nách ra luôn, em chụp hình cho ảnh coi luôn. Nhưng mà ảnh giống như là chắc là do hồi xưa giờ chưa bao giờ mặc đồ đạp xe đó mọi người, cho nên thấy cái áo mà nó vừa ôm vô người mình cứ nói là chật, nhưng mà thật ra đạp xe là phải mặc đồ như vậy, ôm sát vô người mới là đẹp, mới là dáng của người đạp xe. Chứ mặc áo đạp xe mà nó rộng thùng thình giống như áo phông, áo bình thường, áo thun bình thường thì không đúng nha. Rồi cái đây là áo số 1, là phía sau lưng đó nè. Có cái logo của một cái người đang đạp xe, mà cái logo này á, là cái biểu tượng, cái avatar của cái kênh xe đạp phượt của em đó mọi người. Em thích cái hình ảnh mà một người đạp xe rong ruổi trên đường như vậy nè. Cho nên em đặt cái kênh của em là xe đạp phượt. Rồi áo này em sẽ nhắc lại là có chiều ngang nách là 52, chiều dài là 71. Áo số 1. Thích hợp cho những người từ 62 tới 70kg, giá là 450.000 nha mọi người. Rồi em xin cho qua. À quên, áo này là Made in China nha. Trên cổ áo nó có để Made in China, nhưng mà hàng này là hàng xuất đi Nhật, toàn bộ em mua từ bên Nhật về. Rồi em xin cho qua. Tiếp theo là cái áo số 2. Áo số 2, đây là một cái thương hiệu pin Izumi của Nhật nha. Cái này là Made in Japan luôn. Mọi người để ý ha, khi mà em đọc Made in Japan là trong cái áo nó có để là Made in Japan hoặc là Made in gì đó em mới đọc. Còn nếu mà không có ghi cái gì thì em đôi khi em sẽ quên đọc, nhưng mà có là em sẽ đọc. Made in China em cũng đọc luôn như cái áo hồi nãy ha. Rồi đây là áo số 2. Áo này có chiều ngang nách là 47, chiều dài là 73, dành cho những người từ 50 cho tới 55kg đổ lại thôi nha mọi người. Mặc dù là chiều ngang nách nó 47 nhưng mà chỉ 55kg trở lại thôi nha. Ai trên 55kg thì xin chọn cái áo khác nha. Áo này y như mới, giống như người ta chưa mặc vậy đó. Áo này có giá là 530.000, áo mã số 2. Và đây là phía sau lưng của áo nha. Cái áo phía sau, phía trước gì đều có cái hình, cái biểu tượng con đại bàng đang tung cánh. Ngầu hết sức không? Và em cũng xin nói thêm một cái chi tiết nhỏ là gì nè. Do những cái áo này á, là nó may theo kiểu là đại trà thông dụng hàng loạt, nó may hàng loạt, cho nên nó sẽ không có đúng như kích thước mà mình mong muốn. Giống như những người có chiều cao hơi cao một chút mà muốn nó vừa bằng vừa cái chiều ngang của mình mà vừa luôn cái chiều cao của mình thì hơi khó nha anh chị.
Tại vì người ta may hàng loạt mà, chừng nào anh chị đi đặt riêng á, may từng cái á, thì mới vừa theo size của mình. Cho nên em nhắc những người nào mà cao từ 1m7, 1m7, 1m75 trở lên á, thì hãy nên chọn những cái áo nào có chiều dài từ 72, 73 trở lên rồi hãy mua. Còn nếu như mua những cái áo, những người mà trên 1m7, 1m1, 1m2 rồi đó, mà mua cái áo có chiều dài em thông báo ở trong video đó là 70 trở lại á, thì những người đó phải chấp nhận là mặc nó hơi ngắn một chút. Hơi ngắn là so với áo bình thường thôi nha anh chị, chứ đúng ra áo đạp xe là nó có cái cộng thun ở dưới. Cho dù anh chị mặc dài đi nữa, nhưng khi lên ngồi đạp với cái dáng ngồi đạp của một cái chiếc xe road, xe tay công á, thì cái vạt chắc chắn nó sẽ đưa lên. Mà đúng cái dáng của người đạp xe là cái vạt áo nó phải đưa lên khỏi cái mông luôn. Đó, đưa cái mông ra mới là thể hiện của dáng của một người đạp xe. Rồi, vậy những ai từ 1m70, 71, 72 trở lên thì nên chọn những cái áo nào mà có chiều dài em thông báo là 70, 71, 72 trở lên hả mua nha anh chị. Rồi, cái áo này mã số 2, giá là 530.000, dành cho những ai có cân nặng từ 50 tới 55kg thôi nha mọi người. Áo này giống như chưa mặc, đẹp quá. Tiếp theo là áo số 3. Áo này có chiều ngang nách là 50, chiều dài là 63. Thì dành cho những người nào có cân nặng từ 55 cho tới 60kg đổ lại thôi nha mọi người. Áo mã số 3 này giá 520.000. Ở trên cổ áo thì em không có thấy nó để make in gì hết. Nhưng áo này nó chỉ thiếu cái tem thôi, chứ nếu nó có cái tem thì em cho nó là áo mới luôn. Tại vì chưa có dấu hiệu mặc luôn, chưa có cái mùi của người mặc luôn á, cái mùi mới luôn á mọi người. Nhưng do nó không có tem cho nên mình tạm gọi nó là hàng lướt đã qua sử dụng đi, chứ thật ra nó mới nha. Và đây là phía sau nha. Áo này thì nó đơn giản, nó không có màu mè gì nhiều, đơn giản dành cho những ai không thích màu mè nha. Do cái áo này nó có chiều dài chỉ có 63cm thôi, cho nên mấy anh chị nào mà cao 1m7 trở lên thì đừng nên chọn cái áo này nha, mình nên chọn áo khác. Và 60kg đổ lại thôi nha, giá 520.000. Rồi, em xin cho qua. Tiếp theo là cái áo số 4. Cái áo này có cái biểu tượng nền đỏ sao vàng, sao giống Việt Nam quá à. Cái áo số 4 này có chiều ngang nách là 49, chiều dài là 70, dành cho những người từ 50 cho tới 55kg, giá là 520.000. Áo này trên cổ áo nó để là make in Ba Lan. Ba Lan, một cái nước trong khối châu Âu đó mọi người. Dạ, đây là phía sau của áo nha mọi người. Em xin nhắc lại, đây là áo mã số 4, có giá là 520.000, dành cho những ai từ 50 cho tới 55kg. Đa số là em chọn những cái áo mới không mà anh chị. Mình nhìn cái màu tươi nhất trong cái áo là mình sẽ phân biệt được áo này là mới hay là sử dụng nhiều. Cái màu tươi nó dễ xuống màu lắm. Còn như mấy cái màu đỏ đồ ha là mình khó nhận ra lắm. Nhưng mà màu vàng, màu trắng là rất là dễ nhận ra. Áo này còn rất là mới nha. Tiếp theo là áo số 5. Áo số 5 này có chiều ngang nách là 54, chiều dài là 69. Dành cho những người từ 50 cho tới 55kg trở lại thôi nha mọi người. Giá là 500.000. Giá 500.000. Tại sao mà em giới hạn ở 55kg đổ lại thôi? Mặc dù là chiều ngang nách nó 51, nhưng mà do cái tay của nó em nhìn là em thấy nó hơi nhỏ hơn những cái áo khác. Nhưng mà nếu mà một người đạp xe thông thường thì khi mặc vô cái tay áo nó ôm lại với cái tay của mình là đúng rồi đó. Nhưng mà do kỳ rồi em bán cho một anh khách á, ở dưới cân nặng chiều cao của anh thì anh mặc vừa cái áo đó, nhưng mà anh trả về em cũng không hiểu sao. Thì cuối cùng anh nói là do cái tay nó ôm vô quá. Rồi ok, gia đình này em giới hạn lại cân nặng tí xíu nữa. Là những người nào mà 55kg trở lại hả mua cái áo này nha. Còn bự nặng ký hơn nữa thì cái tay nó bự hơn thì sẽ là như cái anh kia nữa, lại là cái ảnh nói nó ôm cái tay ảnh vô á. Nhưng mà đúng ra áo đạp xe thì cái tay áo nó phải ôm vô, nó sát vô để cho gió nó đừng có luồn vô, để mình lướt gió được nhiều hơn. Cái áo này nó có quả tiết cũng rất là hay nha, nó có chữ West Yellowstone. Tạm dịch như là em dịch không biết đúng nghĩa không, gì viên đá vàng ở phía đông. Có cái logo như có viên đá thì phải. Rồi, áo số 5 này giá 500.000 nha mọi người, dành cho những ai từ 50 cho tới 55kg trở lại thôi. Và áo cũng còn rất mới nha, đa số là áo em về kỳ này là còn mới, còn hàng lướt không, bảo đảm là phải trên 80%.
Rồi, xin cho qua. Tiếp theo là áo số 6. Áo số 6 này có chiều ngang nách là 48, chiều dài là 72, dành cho những người từ 50 cho tới 55kg đổ lại, giá là 500.000. Áo đợt kỳ này em về đa số là size vừa phải thôi mọi người, vừa vừa thôi, size cỡ như M trở lại, ít có cái nào size to lắm. Cái áo này em nghĩ là giống như người ta phát giải cho mấy cuộc đua vậy đó. Mà em thích mua những cái áo mà phát giải gì lắm. Lý do là người ta nhận giải xong rồi người ta cất luôn, người ta không có mặc, cho nên nó y như là mới vậy, nó giống như chưa mặc vậy đó. Và đây là phía sau của áo nha, có cái chữ Grand Japan nè. Áo này trên cổ áo thì nó không có để make in là cái gì hết trơn á, nhưng mà em thấy có chữ Bridgestone ở trên cổ áo á, rồi mấy cái tem vòng vòng của nó là chữ Nhật không à, nhưng mà make in thì em không thấy nha. Rồi, áo số 6 này giá 500.000, dành cho những ai từ 50 cho tới 55kg nha mọi người. Tiếp theo là cái áo số 7. Cái áo này có chiều ngang nách là 55, chiều dài là 75, thích hợp cho những ai từ 65kg cho tới 75kg, giá là 580.000. Cái áo này ở trên cổ áo và trên cánh tay nó có để là handmade in Germany nha, là được làm thủ công ở Đức á. Áo này là Germany của Đức. Và đây là phía sau của cái áo ha. Áo số 7 này có giá là 580.000 nha mọi người. Mọi người để ý ha, khi mà em giới thiệu một cái áo á, mà em không có giới thiệu nó bị lỗi gì hết, có nghĩa là nó không bị lỗi gì hết nha. Còn nếu như nó có bị lỗi gì thì em sẽ báo ở trong video, bị bong tróc hay là sờn gì đó thì em sẽ báo trong video. Cái áo này của Đức cho nên là cái mình giải của nó mịn lắm và cái độ co giãn rất là cao. Cho nên là người từ 65kg tới 75kg vẫn mặc được. Cái này anh nào mà 1m7, 71, 72, 73 đều mặc được hết, do chiều dài nó tới 75cm lần. Rồi, em xin nhắc lại áo số 7 này dành cho những người 65 tới 75kg, giá 580.000 nha mọi người. Tiếp theo là áo số 8. Áo này có chiều ngang nách là 50, chiều dài là 67, thích hợp cho những ai là từ 55 cho tới 65kg, giá 450.000. Áo này ở trên cái áo em không có thấy nó để make in gì hết nha. Em chỉ thấy là ba cái lá, ba giống như lá cờ ba màu này, giống của Đức quá à. Nhưng mà do cái áo này nó thiếu cái tem thôi, chứ thật ra nó là áo mới luôn rồi. Nó giống chưa có người mặc vậy, nó chưa có cái mùi người mặc, mùi mới luôn á mọi người. Chất vải rất là mịn. Đây là phía sau của áo ha, nó làm những cái họa tiết rất là hay. Ở dưới cái túi nó có thêm một cái logo gì, cái logo hình của một con chim đang tung hai cái cánh ra. Rất là ngầu. Có chữ gì hai bên nữa nè, em cũng không đọc ra nữa. Rồi, áo số 8 này có giá là 450.000 nha mọi người. Áo này là được gọi là áo mới luôn rồi, chưa có mùi của người mặc luôn. Nhưng mà do nó không có cái tem thôi, cho nên là mình cho là nó là hàng lướt đi, hàng đã qua sử dụng đi. Rồi, áo số 8 giá 450.000. Rồi, tiếp theo là áo số 9. Một cái áo Shimano Made in Taiwan. Áo này có chiều ngang nách là 48, chiều dài là 70, dành cho những ai từ 55 cho tới 65kg là mặc vừa, giá là 570.000. Áo này nó cũng còn y như mới nha mọi người, màu trắng còn trắng tinh luôn à. Nhưng mà có một chi tiết này anh chị để ý mà ha, em thấy cái tay của cái áo này nó hơi ngắn hơn những cái tay áo ở đây em đang bán. Nhưng cho nên là những ai thích mà tay áo mà dài dài á thì cũng không nên chọn áo này nha. Áo này cái tay nó hơi ngắn một tí. Ai không quan trọng gì cái tay áo thì hả để ý tới cái áo này. Và đây là phía sau của cái áo Shimano ha, nó cũng rất là đơn giản thôi, hai màu trắng và đen với lại một cái đường chỉ màu xanh. Bây giờ anh chị cũng để ý những cái chi tiết mà em nói trong video ha, áo nó có làm sao là em nói rõ ràng cặn kẽ hết trơn. Và anh chị mà suy nghĩ kỹ rồi hả chốt, một khi chốt rồi là em sẽ nhốt cái áo đó lại, em người khác có hỏi mua thì em cũng nói là bán rồi đó. Rồi lỡ về mặt mà mặc vô anh chị nói sao cái tay ngắn quá, gửi lại trả lại em thì cũng tội nghiệp em lắm ha. Cho nên là anh chị nên để ý những cái chi tiết mà em giới thiệu của cái áo rồi hả quyết định chốt hay là không nha. Tiếp theo là cái áo số 10. Cái áo này có chiều ngang nách là 46, chiều dài là 69, thích hợp cho những ai từ 55 cho tới 65kg mặc được, do cái áo này nó có độ co giãn rất là tốt. Giá là 500.000 nha mọi người. Ở trên cổ áo nó có để chữ Made in China nha.
một cái áo Shimano hàng sản xuất tại Trung Quốc và được ship qua Nhật. Toàn bộ sản phẩm em mua kỳ này là toàn là bên Nhật nha mọi người, không có đồ Trung Quốc trong video này nha. Cái áo này cái họa tiết nó đẹp quá. Và đây là phía sau của cái áo Shimano ha, những cái họa tiết nó làm rất là hay, trắng, đỏ, đen. Có mấy anh chị lần đầu tiên mà mua đồ ở bên shop của em á, mua đồ Nhật nhưng mà cũng còn đang lo ngại về vấn đề là không biết có phải Nhật không hay là đồ Trung Quốc mà nói đồ Nhật. Đó, cho nên là bên em mới chia ra rõ ràng là khi nào video nào Nhật là Nhật không, đồ Nhật không. Còn video nào nhập từ kho Trung Quốc là em báo là kho Trung Quốc không, để cho anh em, cho anh chị mình dễ phân biệt, để mà dễ mua nha. Nhưng mà những người, những khách mà mua của em rồi đó, đã từng mua của em rồi thì mức độ tin tưởng nó cũng cao hơn. Còn những người lần đầu tiên mua người ta cũng hơi lo lắng về chuyện đó. Nhưng mà cũng đúng thôi anh chị. Bây giờ bán đồ nó cũng hay có những vấn đề đó anh chị. Nhiều khi đồ Trung Quốc nhưng mà nói Nhật tràn lan, em cũng không hiểu luôn. Nhưng mà riêng chỗ em là vậy. Để em thôi mình nói đồ Nhật, mấy mốt người ta phát hiện ra không phải đồ Nhật, cái là mình mất uy tín là mình khỏi bán luôn. Tiếp theo là cái áo số 11. Cái áo này có chiều ngang nách là 50, chiều dài là 65, dành cho những ai từ 60 cho tới 68kg. 60 cho tới 68kg là mặc vừa. Và giá là 480.000. Đây là áo mới nha mọi người, áo mới luôn. Ở trên cổ áo nó có để chữ Made in China nha. Nhưng mà hàng xuất Nhật chứ không phải là hàng China mà nội địa mà đem qua Nhật, đem về Việt Nam bán nha. Xuất qua Nhật. Ở trên cái áo nó còn cái tem luôn. Trên áo mới thì thôi rồi, không có lỗi lầm gì nè. Giờ chỉ còn coi cái họa tiết đó có vừa mắt anh chị thôi. Đây là phía sau lưng của áo ha. Phía sau lưng nó quá đẹp luôn anh chị ơi. Màu đỏ, màu đen, màu trắng, mấy cái đường chỉ màu đen nó đẹp quá. Và đặc biệt là ở trên cái sống lưng nó có một cái logo đó. Em thấy cái logo đó ở trong mấy cái chiếc xe mô tô mà em quên cái thương hiệu gì rồi. Cái đó là cái phản quang đó nha. Mấy cái ô trắng đó là phản quang đó. Ở dưới cái túi nó cũng có một cái dây kéo cho mình nữa nè. Rồi áo số 11. Giá 480.000. Một cái áo mới nha. Made in China nha mọi người. Ai mà 60 cho tới 68kg thì chọn cái này là đẹp. Giải mềm mịn do nó là áo mới luôn. Rồi em xin cho qua. Tiếp theo là áo số 12. Áo này có chiều ngang nách là 48, chiều dài là 61. Dành cho những ai từ 50 cho tới 62kg là mặc vừa. Giá là 450.000 nha mọi người. Cái áo này là màu xanh đọt chuối. Màu xanh đọt chuối mà nó còn tươi, chứng tỏ là người ta rất là ít mặc. Nếu mà mua mấy cái áo mà màu tươi như vậy nè, nếu mà nó cũ á, là mình nhìn mình biết liền à. Tại vì cái màu nó quá tươi đi, nó xuống màu cái là mình biết là áo cũ liền. Nhưng mà áo này nó còn tươi. Trên cổ áo thì em không thấy make in gì hết nha. Và đây là phía sau của áo ha, cũng rất là đơn giản. Cái này thích hợp cho những ai không thích màu mè nha. Nhưng mà vẫn phải có một cái màu chủ đạo để đi ra đường nó nổi bật, để người khác thấy mình, để mà tránh mình, né mình, để cho nó an toàn đó mọi người. Rồi áo số 12, giá là 450.000 nha mọi người. Ai 50 cho tới 62kg là mặc vừa. Tiếp theo là áo số 13. Một cái áo Canon đeo. Cái áo này có chiều ngang là 50cm, chiều dài là 65cm, dành cho những người từ 60 cho tới 65kg nha mọi người. Giá là 450.000. Ở trên cổ áo thì em thấy nó có để chữ Made in China nha. Nhưng mà áo này là còn rất là mới nha. Và đây là phía sau của áo nha. Cái này mấy anh chị nào đi xe Canon đeo mặc vô là đúng đời luôn á. Cái áo này nó dải, nó mỏng, mịn, rất là mát. Hai bên hông nó có những cái lỗ thoáng khí nữa. Cho nên mặc áo này dự kiến là sẽ rất là mát đấy nè. Rồi áo số 13, giá là 450.000, dành cho những ai từ 60 cho tới 65kg. Nhưng mà ai mà trên từ 1m7 trở lên mà mặc cái áo này á, là nó sẽ hơi ngắn một tí nha mọi người. Do chiều dài nó chỉ có 65cm thôi nha. Chứ không có đòi hỏi là nó dài như những cái kia được nha. Rồi em xin cho qua. Tiếp theo là áo số 14. Cái áo này có chiều ngang nách là 50cm, chiều dài là 68cm. Thích hợp cho những ai từ 55 cho tới 62kg. Giá là 500.000 nha mọi người.
cái áo này trên cổ áo nó để là Make in Gameco. Em cũng không biết Gameco là ở đâu nữa nha. Nhưng mà áo này cái chất liệu của nó rất là mềm mịn, rất là mịn luôn, mềm mỏng, rất là mát nha. Hai bên hông nó đệm thêm hai cái miếng vải, nó có lỗ thoáng khí nữa, cho nên mặc rất là mát nha. Và đây là phía sau của cái áo số 14 nha mọi người, giá 500.000. Ai 55 cho tới 62 kg là mặc vừa, nhưng mà cũng dưới 1m7 thôi nha, tại vì cái áo này có chiều dài là 68 cm. Ai 1m7 thì nó hơi ngắn hơn chút xíu thôi, chứ không có phải là ngắn lắm đâu. Còn đòi hỏi nó dài giống như áo phông mình bình thường thì thua, không được vậy đâu nha mọi người. Rồi ok, áo số 14 giá 500.000, Made in Gameco. Trời, không biết Gameco đâu luôn. Tiếp theo là áo số 15, có chiều ngang nách là 50, chiều dài là 69, dành cho những ai từ 55 cho tới 69 kg vẫn mặc được. Mặc dù là chiều ngang nách nó chỉ có 50 thôi nha, nhưng mà 69 kg mặc được là do cái áo này nó độ co giãn rất là tốt. Cái áo này nó chỉ thiếu cái tem thôi, chứ nếu mà có là nó là áo mới luôn rồi. Em đoán là giống như người ta để tồn kho trong kho lâu quá, bây giờ người ta đem ra để người ta thanh lý thôi, chứ nó cho nên cái mình giải nó hơi nhăn, nhưng mà thật ra là giống như chưa có ai mặc vậy đó. Rất là mịn mềm luôn, nhưng mà không có thấy Made in ở đâu hết nha mọi người. Và đây là phía sau cái áo số 15, giá 500.000. Ai mà 55 cho tới 69 kg là mặc được. Phía sau nó phối cũng rất là đẹp. Em thấy trên cái áo, trên cái mình cái áo nó có những cái nếp gấp. Em nghĩ là do nó gấp, nó xếp, nó để ở trong trong cửa hàng nó lâu á, cho nên nó có những nếp gấp vậy đó. Cái này là về mình giặt xong rồi mình đừng có dắt. Giặt xong mình để máng lên móc mình phơi luôn vài lần là nó sẽ thẳng lại thôi à. Rồi em xin cho qua áo này nha. Tiếp theo là cái áo số 16. Cái áo này có chiều ngang nách là 49, chiều dài là 69. Thích hợp cho những ai từ 55 kg cho tới 65 kg nha mọi người. Giá là 480.000. Cái áo này có cái dòng chữ Durace, quá đã luôn. Shimano Durace. Áo này Made in Italy nha mọi người. Nhưng mà trong cái tem của nó để một bên là Made in Italy, còn một bên nó để là cái gì, For Japan đó. Chỉ bán cái hàng này vô Nhật thôi đó mọi người. Và đây là phía sau của áo ha. Đơn giản chỉ có màu trắng, màu xám với dòng chữ Durace ở trên thôi. Hai bên nó có hai chữ Shimano nữa. Rồi, áo số 16 giá 480.000, dành cho những ai từ 55 cho tới 65 kg nha mọi người. Tiếp theo là áo số 17. Áo này có chiều ngang nách là 51, chiều dài là 72, dành cho những ai từ 60 cho tới 68 hoặc 69, 70 kg vẫn mặc được nha. Cái áo này cái vải nó mềm, nó mịn, quá trời mịn luôn. Này thoáng mát chứ lắm nè. Giá là 550.000. Cái áo này nó để là Made in Australia nha mọi người. Cái này là của Úc sản xuất nha, nó còn mới quá. Đây là phía sau của áo cũng rất là đơn giản. Một cái áo của Úc, áo mã số 17, giá 550.000, dành cho những ai từ 60 cho tới 68 kg. Rồi em xin cho qua. Rồi tiếp theo là áo số 18. Nó có cái tông cũng giống như hồi nãy luôn, nhưng mà nó phối màu hơi khác cái hồi nãy một chút, nhưng mà cùng một cái thương hiệu luôn, cùng là Made in Australia luôn. Nhưng mà nó có cái size là hơi to hơn tí xíu nha mọi người. Áo này có chiều ngang nách là 54, chiều dài là 70, dành cho những ai từ 65 cho tới 73 kg là mặc vừa. Giá là 580.000 nha. Cái này là đồ này của Úc cho nên sản xuất, cho nên là mình thấy là nó rất là mềm mịn luôn. Áo này còn mới quá trời luôn rồi, mà chất liệu nó mềm đã lắm. Và đây là phía sau nha mọi người. Áo này giống như chưa có người mặc vậy, nó còn mới tinh nè. Áo số 18 giá 580.000, Made in Australia nha. Nào, áo này của Úc. Ai 65 kg cho tới 73 kg là mặc vừa cái áo này nha mọi người. Tiếp theo là áo số 19. Một cái áo có thương hiệu của Nhật, Bin Izumi. Tại vì em mua đồ ở bên thị trường Nhật á, thì em chắc là em mua được áo Nhật nhiều lắm. Cái áo thương hiệu này em bán rất là nhiều luôn rồi. Tại vì mua đồ bên Nhật thì mua đồ Nhật là nhiều. Áo này Made in Japan nha mọi người.
Áo số 19 có chiều ngăn nách là 47, chiều dài là 68, dành cho những ai từ 50kg cho tới 60kg trở lại thôi nha mọi người. Giá là 450.000, vải mềm mịn dữ lắm, còn rất mới luôn. Và đây là phía sau của áo ha, một cái áo make in Japan. Mà mọi người để ý cái áo này nha, cái tay áo nó hơi ngắn nha mọi người. Cái tay áo nó hơi ngắn, mình quan sát là mình thấy nó hơi ngắn hơn những cái áo khác. Cho nên mọi người nhớ để ý chi tiết này nha. Ai mà không có thích tay ngắn thì nên chọn mẫu khác, đừng nên chọn mẫu này. Còn áo này em thấy là cái tay nó hơi ngắn, em thông báo trong video vậy đó nha. Rồi áo số 19, giá 450.000, ai 50 cho tới 60kg là mặc vừa. Tiếp theo là áo số 20. Áo này có chiều ngăn nách là 50, chiều dài là 69, thích hợp cho những ai từ 55kg cho tới 65kg, giá là 520.000. Áo này trên cổ áo nó có đóng chữ Made in China nha, nhưng mà nó mình giải nó rất là mềm mịn luôn. Kỳ này em mua được đa số là áo mới nhiều. Đa số là gì? Em mua cũng căng con mắt ra để mà nhìn, để mà chọn áo để mua đó mọi người. Tại vì ở bển mua đồ á toàn là nhìn hình mua không à, đâu có được sờ vô tận tay đâu. Cho nên cũng cố gắng lựa những cái nào mà phải trên 80% trở lên nó mới mua. Nhưng mà trong cái lô áo kỳ này về thì giống như hồi nãy giờ đi, là em chưa thấy có cái nào bị lỗi hết, đa số là còn mới không. Nó phía sau của áo nó cũng là đơn giản vậy thôi chứ không có phức tạp gì hết trơn á. Ba màu đỏ đen xám. Rồi áo số 20, giá là 520.000, dành cho những ai từ 55 cho tới 65kg nha mọi người. Tiếp theo là áo số 21, một cái áo made in Italy. Áo có chiều ngang là 48cm, chiều dài là 69cm, thì thích hợp cho những ai từ 52kg cho tới 60kg. Áo này có giá là 500.000 nha mọi người. Mua áo mà để phân biệt là được cho nó cũ hay nó mới, là những cái áo mà màu tươi như vậy là mình dễ phân biệt lắm nè. Cái màu tươi mà nó vẫn còn giữ cái độ tươi của nó, có nghĩa là áo còn rất là mới. Một cái áo thương hiệu Santini của Ý, ở trong nó có để Made in Italy luôn. Áo này còn mới lắm nha. Và đây là phía sau của cái áo 21 nha mọi người. Cái áo Made in Italy còn rất là mới luôn. Độ co giãn nó rất là tốt nha. Áo số 21, cái này mà em nghĩ là từ 52 cho tới 65kg vẫn mặc được. Mấy người mà 64-65kg mặc vô là vừa ôm vô người là đẹp luôn đó. Nó có mấy cái lằn ngang ở dưới, nó ánh lên nó đẹp quá. Rồi áo số 21, giá 500.000, Made in Italy nha, dành cho những ai từ 52 cho tới 63-64kg. Tiếp theo là cái áo số 22. Cái áo này có chiều ngăn nách là 48, chiều dài là 68, dành cho những ai từ 48kg cho tới khoảng 53kg đổ lại là mặc vừa. Giá là 480.000. Áo này thì trên cổ áo nó để là Made in EU, chứ nó không để nước nào hết nha. Nó chỉ để châu Âu, EU là châu Âu vậy thôi, chứ nó không để nước nào hết. Nhưng mà cái áo này nó có những cái nếp gấp giống như cái áo hồi nãy đó mọi người. Là em nghĩ là nó cũng để trong cửa hàng nó lâu rồi, bây giờ nó đem ra nó bán, nó thanh lý đó. Giống như là áo mới vậy đó. Nhưng mà để ý cái chi tiết này nha mọi người. Hai cái tay áo nó cũng nó hơi ngắn một tí nha. Cái nào ngắn thì em thông báo ngắn nặng cho mọi người cân nhắc trước khi mua nha. Để em thôi mua về sao thắc mắc sao tay ngắn quá. Và đây là phía sau của cái áo số 22 ha. Phía sau nó có cái chữ, có cái con số 34 ha. Mà công nhận là hàng của châu Âu nó làm thì mình giải nó mềm, nó mịn đã quá mọi người ơi. Mới tin nè. Rồi áo số 22, giá 480.000, Made in EU, châu Âu, dành cho những ai từ 48kg cho tới 53kg nha mọi người. Tiếp theo là áo số 23. Áo này có chiều ngăn nách là 48, chiều dài là 65, dành cho những ai từ 48 cho tới 52kg, giá là 480.000. Cái áo này thì trên cổ áo nó để là Made in China nha mọi người. Nhưng mà giải cũng rất là mịn nha, và còn mới nha. Giờ đây là phía sau ha, cái này nó có quả tiết một cái ngọn núi cũng rất là hay nha. Tim Fraser gì đây nè, bicycle gì. Rồi áo số 23, giá 480.000, dành cho những ai từ 48 tới 52kg nha mọi người. Tiếp theo là cái áo số 24.
Cái áo này có chiều ngang nách là 48, chiều dài là 70, dành cho những ai từ 55 cho tới 65kg, giá là 460.000. Áo này nó để là make in da băng nha mọi người. Cái màu trắng của nó thì còn tươi lắm, nó chưa có xuống màu nha, chứng tỏ là nó cũng còn mới nha. Đây là phía sau của áo ha, có cái chữ Team Quay. Áo số 24, giá 460.000. Ai 55 cho tới 65kg là mặc vừa nha mọi người. Tiếp theo là cái áo số 25, một cái áo Shimano. Ở trên cái cổ có cái tem cũng có chữ Shimano với lại chữ Nhật, nhưng mà make in thì nó không có để make in đâu nha, em chưa thấy make in nha. Áo này mã số 25, có chiều ngang nách là 46cm, chiều dài là 65cm, dành cho những người từ 50 cho tới 55kg trở lại thôi nha mọi người. Giá 430.000. Cơ bản thì cái áo này nó không có mới giống như những cái áo hồi nãy giờ, là do nãy giờ là áo nó còn mới quá, giống như chưa mặc vậy đó. Còn cái áo này thì mình nhìn là mình cảm nhận được là có dấu hiệu mặc rồi đó, nó không có mới bằng cái áo nãy giờ. Và đây là phía sau nha mọi người, nó đơn giản chỉ là một cái chữ Shimano thôi. Áo số 25 giá 430.000, dành cho những ai từ 50 tới 55kg nha mọi người. Tiếp theo là áo số 26. Áo này có chiều ngang nách là 51, chiều dài là 72, dành cho những ai từ 65 cho tới 72kg là mặc vừa, giá là 450.000. Áo này nó có cái mình thun mềm mịn quá mọi người ơi. Em thấy cái vạt ở dưới nó có để chữ Made in China nha, ở trên là cái chữ Visa ở trên, đơn giản. Và đây là phía sau của cái áo ha, đơn giản thôi. Nhưng mà mọi người để ý cái chỗ mà cái điểm nối giữa màu đen với màu đỏ hai bên đó, nó có một cái chỉ màu xám đó, là cái chỉ đó là cái chỉ phản quang đó. Nếu mà đèn xa mà gọi vô ban đêm là nó sẽ hiện lên ha, mấy cái lằn chỉ đó. Với lại cái chữ Visa ở dưới có cái cọng dây kéo đó là cũng là phản quang luôn đó nha. Rồi áo số 26 giá 450.000, dành cho những ai từ 65 cho tới 72kg nha mọi người. Tiếp theo là cái áo số 27, có chiều ngang nách là 54, chiều dài là 63, thích hợp cho những ai từ 63 cho tới 68kg, giá là 520.000. Một cái áo kết hợp giữa màu xanh chuối đậm và xanh chuối lợt. Cái này nó để là Made in Honduras, em nghĩ là một nước cái khối châu Âu nào đó. Do cái màu nó tươi á, cho nên mình nhìn là mình biết là áo này còn mới à. Có cái dòng chữ Canon Đeo nè. Ở trên cổ áo á, là cái mạc nó cũng để Canon Đeo luôn nha. Và đây là phía sau của áo ha. Phía sau thì cũng đơn giản thôi, chỉ là những họa tiết thôi. Nhưng mà phía trước ngực thì nó có chữ Canon Đeo, phía sau thì nó không có nha. Áo này chất liệu vải cũng là mịn mềm dữ lắm nha mọi người, còn mới. Rồi áo 27 giá là 520.000 nha mọi người, Made in Honduras. Tiếp theo là áo số 28. Cái áo này nó kết hợp những cái hoa văn đẹp quá mọi người ơi. Màu nó còn tươi ghê luôn. Áo này có chiều ngang nách là 43, chiều dài là 67. Thì thích hợp cho những ai từ 48kg cho tới 53kg trở lại thôi nha mọi người. Mọi người lưu ý giùm em cái con số này nha, từ 48kg cho tới 53kg trở lại là mặc được. Áo này Made in da băng nha. Áo này có giá là 550.000. Cái áo này đó là thuộc dạng áo mùa đông, cho nên cái mình vải nó sẽ hơi dày hơn những áo bình thường. Mấy anh chị nào ở ngoài miền Bắc mà mùa đông tới rồi đó thì mặc cái áo này là thích hợp. Còn miền Nam thì nắng đổ lửa luôn, chắc mặc cái áo này không thích hợp đâu. Nó hơi dày chút xíu, nhưng mà miền Bắc khi mùa đông mặc thì rất là ngon nha. Đây là phía sau của áo ha. Do bên Nhật cái thương hiệu Pin Izumi này nè, là người ta chuộng lắm, người ta mặc rất là nhiều. Cho nên là khi em mua áo em cũng gặp cái thương hiệu này nhiều lắm. Và em cũng bán áo này rất là nhiều luôn rồi. Áo số 28 mọi người để ý giùm em nha, những ai mà từ 48kg cho tới 53kg là mặc vừa nha. Còn trên 53kg thì nó sẽ hơi ôm vào người, hơi ôm vào người dữ lắm nha. Cho nên là để ý giùm em, giá 550.000. Cái áo này Made in da băng nha mọi người. Tiếp theo là cái áo số 29. Áo này có chiều ngang nách là 50, chiều dài là 68. Thích hợp cho những người nặng 55 cho tới 65kg, giá 600.000 nha mọi người.
Do cái áo này nó còn rất là mới nha. Mặc dù ở trên cổ nó để là Made in China, nhưng mà cũng là áo tay dài, nhưng nó là áo tay dài cái dạng mỏng nha mọi người. Cái này chỉ là mà mặc để mà tránh nắng thôi, chứ mà mùa đông mà lạnh ở ngoài miền Bắc là không có mặc cái áo này được nha. Không đủ độ ấm để mặc nha. Nó là tay dài nhưng cái dải thun của nó là mềm mịn mỏng, cho nên không mặc cho mùa đông ở ngoài miền Bắc được, mà chỉ mặc tránh nắng ở miền Nam mình thôi. Hoặc là ai sợ nắng đó thì mặc cái áo này là ok. Đây là phía sau ha, nó cũng có một hình một cái con chim giống như chim bồ câu à. Chim bồ câu đang tung cánh bay ha, màu trắng. Áo số 29, giá là 600.000, dành cho những ai từ 55 cho tới 65 kg. Và áo này là áo tay dài nhưng mà là dải mỏng nha mọi người, không phải là dải dày dạch mặc cho mùa đông nha. Rồi em xin cho qua. Tiếp theo là cái áo số 30. Áo này có chiều ngang nách là 47, chiều dài là 73, thích hợp cho những ai từ 60 cho tới 67 kg, giá là 680.000. Cái áo này trên cái tem nó là toàn là chữ Nhật không mà, nhưng mà nó ở dưới nó có để chữ Made in China nha. Cái áo này nó không có dày quá dày giống như là cái áo đầu tiên tay dài á, và nó cũng không quá mỏng giống như cái áo vừa rồi, mà nó ở chính giữa, ở trên dạng chính giữa, không dày mà cũng không mỏng. Nhưng mà được cái là cái mình của nó mịn giống như lụa vậy. Giống như mình gờ tay lên có cảm giác là cái tay mình nó tuột xuống luôn nha. Cái mình nó mềm đảo lắm. Đây nha mọi người, đây là phía sau nha. Nó cũng không có đơn giản quá, nó có một cái lằn trắng có ranh giới với lằn đỏ để cho nó cái áo nó cũng phải nổi lên một tí xíu, và một cái viền trắng vòng quanh cái vai luôn. Rồi, áo số 30. Giá là 680.000. Dành cho những ai từ 60 cho tới 67 kg. Nó hơi dày thôi nha, chứ nó không có dày quá, và nó cũng không mỏng quá nha. Nhưng mà được cái mình vải bên ngoài của nó giống như lụa vậy đó, nó mượt. Tiếp theo cũng là một cái áo tay dài nữa, số 31. Có chiều ngang nách là 50, chiều dài là 72, thích hợp cho những ai từ 60 cho tới 73 kg, giá là 650.000. Cái áo này nó để ở trên cái thương hiệu của nó là Nalini, và nó có để Made in Italy nha. Cái thương hiệu Nalini này là của Ý đó. Áo có màu xanh dương kết hợp với màu trắng nha mọi người. Đơn giản, nó cũng giống như cái áo vừa rồi vậy đó, là nó không có quá dày và nó cũng không quá mỏng. Nó ở mức độ ở chính giữa vừa phải thôi, cho nên là ngoài Bắc mặc cũng được, trong Nam mặc cũng được. Nghĩa là trời nóng mặc cũng được, mà trời se se lạnh thì mặt nó sẽ ấm hơn. Đây là phía sau ha, nó có dòng chữ Nalini ở dưới á, là dòng chữ phản quang đó nha mọi người. Một cái áo cũng khá là đơn giản thôi, chứ không có cầu kỳ gì. Quan trọng là hai bên tay nó có cái thương hiệu Nalini của Ý. Rồi áo số 31, giá 650.000, Made in Italy, ai 60 cho tới 73 kg là mặc vừa. Rồi em xin cho qua. Tiếp theo là áo số 32, cũng là một cái áo tay dài nữa. Và cái áo này chắc là dành cho mấy anh chị nào ở miền Bắc á, mùa đông mặc là hợp hơn. Nó hơi dày một tí, hơi dày một tí nha. Cái này là mùa đông mặc là hợp lý. Áo số 32 có chiều ngang nách là 51, chiều dài là 71, thích hợp cho những ai từ 60 cho tới 68 kg mặc là vừa, giá là 650.000. Áo này nó cũng là một cái thương hiệu Nalini nữa nha, Made in Italy luôn. Áo này của Ý sản xuất, cũng còn khá là mới nha. Bên cái dài ở bên trái nó có chữ Pinarello luôn nè. Và đây là phía sau nha mọi người. Nó có một cái họa tiết màu xanh đọt chuối đó, ở đó nhìn cũng ngộ, Movistar. Áo số 32, giá 650.000, Made in Italy luôn. Từ 60 cho tới 68 kg là mặc vừa. Và đặc biệt là mấy anh chị nào mùa đông ở ngoài Bắc á, là mặc cái áo này là thích hợp nha. Còn miền Nam thì nó hơi nóng, mặc cái áo này có vẻ như là không hợp lắm. Trừ khi nào mà trời se se lạnh thì mới lấy ra mặc thôi. Rồi em xin cho qua. Tiếp theo là áo số 34. Thì em xin lỗi, tiếp theo là áo số 33 nha mọi người. Nãy em báo lộn số 34. Tiếp theo là áo số 33, có chiều ngang nách là 47, chiều dài là 73, thích hợp cho những ai từ 50 cho tới 58 kg đổ lại thôi nha, giá là 750.000.
cái áo này giá nó hơi cao là do thứ nhất là nó là made in Japan, cái thương hiệu Pin Izumi này nè, của Japan, của Nhật. Thứ hai nữa là cái áo này nó còn y như mới vậy đó. Nhưng mà cái áo này nó có đặc điểm của nó hơi dày một tí nha, là thích hợp với anh chị nào ở ngoài miền Bắc á, mùa đông á thì mặc là hợp. Còn miền Nam chắc là trời nóng không mặc áo này nổi đâu. Một cái thương hiệu của Nhật. Và đây là phía sau của nó nha. Cái màu nó còn tươi lắm, nó còn y như mới luôn, màu xanh đọt chuối. Nó tươi với lại màu trắng nữa. Make in Japan mà áo này là hơi dày nha. Áo này mùa đông mặc là khỏi chê luôn. Quá đẹp. Áo số 33, giá 750.000, made in Japan. Dành cho những ai từ 50 cho tới 58kg thôi nha mọi người. Hơn số ký đó thì nên cân nhắc lại nha. Hoặc là điện gọi cho em hoặc nhắn tin cho em đi. Để em xin lại cái thông tin của anh chị nào mà mua cái áo này mà nó hơi size nó hơi, nó muốn không vừa đó, mà muốn mua cái áo này á, cứ việc liên hệ với em. Rồi em sẽ tìm cách em đo sao cho nó chính xác, tặng cho mọi người dễ mua. Rồi em xin cho qua. Tiếp theo là cái áo số 34. Cái áo này có chiều ngang nách là 57, chiều dài là 81. Thì em nghĩ là từ 75kg trở lên mới mặc vừa cái áo này nha mọi người. 75 cho tới 85kg. Giá là 500.000. Còn rất là mới nha, mấy cái màu đó nó còn tươi dữ lắm. Nhưng mà em nhìn thì em không thấy mắc in ở đâu hết nha. Có cái quả tiết rất là bắt mắt luôn. Và đây là phía sau ha. Em gờ bên ngoài thì em thấy cái chất liệu thun của nó là cô tông là nhiều. Nhưng mà ở trong nó có một cái giống như thun hai da vậy. Ở trong nó có một lớp nữa. Một lớp giống như một khác cái lớp thun ở ngoài, giống như là nhung vậy đó. Thì cái này là nó không có quá dày mà nó cũng không quá mỏng nha. Nó vừa phải thôi. Áo số 34, giá là 500.000 nha mọi người. Từ 75kg cho tới 85kg mới mặc vừa nha. Cái áo này là cái size nó hơi to nha. Dài tới 81cm lận. Rồi em xin cho qua. Tiếp theo là áo số 35. Áo này có chiều ngang nách là 54, chiều dài là 76. Thích hợp cho những người nào mà từ 70 cho tới 80kg nha mọi người. Ở đây em thấy có cái thương hiệu Nalini trên cái áo này, nhưng mà made in ở đâu thì em không thấy, nó không có để trên đây. Áo này em bán giá rẻ thôi, 300.000 thôi. Là do nếu mà mình nhìn xa gì à, sẽ không thấy gì hết, nhưng mà nhìn gần sát lại bên á thì có một vài điểm nó hơi bong lên tí xíu. Nhìn sát sẽ thấy, còn nhìn xa vậy là không thấy. Cho nên em bán giá thanh lý đi, 300.000 thôi, bán lỗ luôn. Và đây là phía sau ha, cái này cái khổ nó cũng hơi bự nha, từ 70 tới 80kg mới mặc vừa nha. Cơ bản thì nhìn vậy đó là rất là đẹp, tại vì cái màu xanh của nó còn tươi lắm. Nhưng mà nhìn lại gần kỹ những cái chỗ mà màu đen á, sẽ thấy một hai điểm nó hơi bong lên. Và cái thun của nó là không phải là dày cũng không phải là mỏng nha, nó ở dạng giữa giống như cái áo vừa rồi nha mọi người. Không quá dày cũng không quá mỏng. Rồi, áo số 35 giá thanh lý 300.000, rồi em xin cho qua. Tiếp theo là cái áo số 36. Cái áo này thì cái chất liệu thun của nó cũng giống như cái áo hồi nãy á, nó cũng không quá mỏng mà cũng không quá dày. Cũng có chữ Nalini ở trên ngực áo đó, nhưng mà made in ở đâu thì em chưa thấy nha. Áo số 36 có chiều ngang nách là 52, chiều dài là 74. Thích hợp cho những ai từ 65 cho tới 72kg. Giá thì em cũng để rẻ thôi, 420.000 thôi mọi người. Áo này thì nó không có lỗi lầm gì hết trơn á. Và đây là phía sau ha. Áo này còn rất là mới nha. Em thấy có những cái nếp gấp xếp giống như hai cái áo hồi nãy người ta để trong kho lâu ngày á. Trong cửa hàng người ta để lâu là người ta đem ra thanh lý giống như vậy đó. Thì em cũng bán giá cũng rẻ thôi, 420.000 thôi mọi người. Số 36 nha. Ai 65 cho tới 72kg là mặc vừa. Rồi em xin cho qua. Tiếp theo là cái áo số 37. Cái áo này có chiều ngang nách là 52, chiều dài là 71. Thích hợp cho những ai từ 60 cho tới 67kg nha mọi người. Giá là 550.000. Áo này trên cổ áo nó có để made in Italy nha. Nó cũng, em nhìn cái logo trên cái áo nó giống như hai cái áo hồi nãy luôn, có chữ Nalini bên ngực bên phải đó. Nhưng mà do hai cái áo hồi nãy nó bay màu hay gì không biết, em không thấy chữ nữa,
Nhưng mà áo này thì còn mới, còn thấy thấy chữ chữ rõ ràng luôn. À, cái mình giải của nó cũng không quá mỏng và không quá dày nha. Nó ở mức độ chính giữa, lưng chừng chính giữa vậy đó, vừa phải thôi. Và đây là phía sau nha mọi người. Thì thường em thấy những cái áo mà nó có chất liệu như vậy nè, là thích hợp cho buổi sáng sớm mình đi á, trời còn sương á, là còn hơi lạnh á, là mặc những cái áo này là hợp lý nhất. Chứ trời nắng lên rồi mà mặc những cái áo này thì có thể là nó sẽ nóng nha, có thể là vậy. Nhưng mà do nó là cái màu tươi cho nên cũng không đến nổi. Màu tối á, đi ngoài nắng nó sẽ nóng nha, hấp thụ ánh sáng thì nó sẽ nóng hơn. Rồi áo này số 37, mã số 37, giá là 550 ngàn, made in Italy, dành cho những ai từ 60 cho tới 67kg nha mọi người. Tiếp theo là cái áo số 38. Cái áo này có chiều ngăn nách là 58, chiều dài là 70, thì thích hợp cho những ai từ 70 mấy 75kg 74 73 74 kg gì đó trở lên, cho tới 80 82kg trở lại. À, do cái áo này nó có độ co giãn rất là tốt. Cái này size bự nha mọi người. Cái áo này là cái những cái đường chỉ màu vàng màu xanh của nó còn còn tươi lắm nha, còn rất là mới nha, made in Italy luôn. Cái này áo này của Ý ạ. À, giá 550 ngàn nha mọi người. Và đây là phía sau ha. À, mọi người để ý giùm em nha, cái áo này có cái chiều dài là 70 cm. Thì nếu mà ai mà trên 1m7 á, 1m74-75 rồi trở lên đó mà mặc cái áo này thì phải chấp nhận là nó hơi ngắn một tí nha. Em nói trước là nó hơi ngắn một tí, nhưng mà từ 1m7 đổ lại á, thì mặc vừa, mặc đẹp. Là tại vì đồ này nó sản xuất hàng loạt mà, nó đâu có sản xuất theo từng người, cho nên là ai cao quá thì cũng phải chấp nhận. Còn nếu cảm thấy không có chịu, không có thích ngắn á, thì đừng nên chốt cái áo này, mà phải lựa cái áo nào dài hơn. Đúng ra là em sẽ quay tiếp những cái món còn lại, nhưng mà do video dài rồi cho nên là thôi em tạm ngưng video ở đây đi. Rồi một hoặc hai ngày nữa em sẽ ra một cái video nữa, cũng tiếp theo là đồ nhập từ bên Nhật về. Em quay cái số còn lại á mọi người. Em còn một số đồ quần áo, trong đó có cái bộ đồ mà nguyên bộ nó gồm áo với quần luôn á, với lại một số quần nữa. Do video dài rồi thôi em tạm ngưng cái video này ở đây đi, ở số 38 này đi. Rồi trong video ngày mai hoặc ngày mốt em sẽ quay video kế tiếp. Rồi xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và mua hàng ủng hộ em trong thời gian qua. Chúc cho mọi người có những cái trải nghiệm thật tốt khi mà mua đồ từ chỗ của em. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Goodbye.